đứa đẻ nhặt được thời gian trôi qua rất nhanh sắp đến lúc chủ tôi được ra khỏi nhà tù đó là một nguồn vui đối với tôi nhưng đồng thời cũng là một việc khiến tôi bối rối đi thuyền như thế này thật là thú vị chẳng vất vả cũng chẳng phải lo lắng gì nhưng rồi đây phải đi bộ ngược trở lại chặng đường đã vượt qua bằng thuyền ở dưới nước sẽ ít thú vị hơn không còn đệm êm chăn ấm không còn bánh kem bánh ngọt không còn những buổi tối ngồi quanh bàn xem tranh nghe truyện điều làm tôi buồn hơn nữa là phải xa bà milligan và arthur phải bỏ tình thương yêu của họ phải mất họ như tôi đã mất mẹ bác Brand. Hóa ra, tôi chỉ yêu thương và được yêu thương, để rồi lại phải xa lìa một cách phủ phàng những người tôi muốn suốt đời ở bên cạnh. Không có cách gì đoàn tụ được sao? Nỗi băn khoăn này cứ như đám mây mù lớn giỡn trong những ngày sáng sủa ấy. Rồi một hôm, tôi quyết định hỏi bà Milligan cái điều làm tôi băn khoăn ấy, và hỏi bà xem, muốn trở về thành phố Toulouse thì phải đi mất bao nhiêu ngày. Tôi muốn đứng đợi chủ tôi ở cổng nhà lao, khi chủ tôi bước chân ra khỏi cổng. Nghe tôi nói, Arthur la lên. Tôi không muốn cho anh Remy đi đâu. Tôi nói để nó biết rằng tôi không được tự do về thân thể. Tôi thuộc quyền chủ tôi. Bố mẹ tôi đã đem tôi cho thuê, nên tôi phải theo giúp việc chủ tôi. Tôi nói bố mẹ tôi nhưng không nói rõ là bố mẹ nuôi. Vì nói như vậy là đã thú nhận rằng tôi chỉ là một đứa trẻ người ta nhặt được đem về nuôi. Mẹ ơi, phải giữ anh Remy lại. Arthur nói tiếp. Mẹ cũng rất sung sướng nếu giữ được anh Remy ở lại. Anh mến anh ấy, mẹ cũng quý anh ấy lắm. Nhưng muốn giữ anh ấy ở lại với chúng ta, thì phải có đủ hai điều kiện. Điều thứ nhất là anh Remy muốn ở lại với chúng ta. Ô, anh Remy, anh muốn lắm chứ, có phải không anh? Anh không muốn trở về Tulu giờ phải không? Điều kiện thứ hai. Bà Milligan nói tiếp không đợi tôi trả lời. Là ông chủ của anh ấy bằng lòng từ bỏ quyền làm chủ của ông ta đối với anh ấy. Hỏi anh Remy cái đã mẹ. Arthur theo đuổi ý nghĩ của nó ngắt lời mẹ. Cụ Vitaly đối với tôi là một ông chủ tốt. Cụ đã chăm sóc tôi, dạy tôi học tập. Nhưng tôi không thể so sánh cuộc sống của tôi bên cạnh cụ với cuộc sống bà Milligan dành cho tôi. Cũng không thể so sánh tình yêu thương của tôi đối với cụ Vitali với tình yêu thương của tôi đối với bà Milligan và Arthur. Nói thế có thể cho rằng tôi yêu thương những người mới gặp hơn cụ Vitali Nhưng sự thật là như thế, tôi yêu thấm thiết bà Milligan và Arthur. Bà Milligan nói tiếp. Trước khi trả lời, anh Remy còn phải suy nghĩ. Mẹ không hứa với anh ấy một cuộc sống, chỉ có vui chơi và du ngoạn. Mẹ hứa cả cuộc sống lao động. Anh ấy phải học tập, phải cầm cụi đèn sách, phải theo dõi actor trong việc học tập. Anh Remy cần cân nhắc giữa cuộc sống đó với cuộc sống tự do trên đường thiên lý. Thưa bà, không cần phải cân nhắc nữa, so sánh gì nữa, cháu thấy những việc bà đề ra đó rất hay. Đó, mẹ coi kìa, anh Remy bằng lòng rồi đó. Arthur reo lên dạp dỗ tay. Rõ ràng là tôi đã làm cho Arthur hết lo sợ. Khi mẹ nó nói đến học tập và sách vở, nó lo lắng ra mặt. Nếu tôi từ chối thì sao? Nó vốn sợ sách, cho nên nó lo tôi cũng ngại sách mà từ chối. Chắc nó lo lắm, May sao tôi lại không sợ sách, không sợ học tập. Sách không làm tôi sợ mà còn quyến rũ tôi nữa. Thật ra cũng chỉ ít lâu này tôi mới biết sách dở. Những sách đó làm tôi vui thích chứ không phiền lòng, cho nên tôi rất sung sướng với đề nghị của bà Milligan. Tôi cảm ơn bà về lòng hào hiệp đó. Nếu cụ Vitaly đồng ý thì tôi không phải rời bỏ chiếc thuyền Thiên Nga này không phải từ bỏ cuộc sống dễ chịu này, tôi sẽ không phải xa lìa Arthur và mẹ nó. Bà Milligan nói tiếp. Bây giờ chúng ta còn phải được ông chủ anh ấy đồng ý nữa. Mẹ sẽ viết thư cho ông cụ để mời ông cụ đến gặp chúng ta ở thị trấn Setter, vì chúng ta không thể quay lại thành phố Toulouse được. Mẹ sẽ gửi tiền tàu cho ông cụ và nói để ông cụ rõ tại sao chúng ta không đi xe lửa đến được? Mẹ hy vọng ông cụ sẽ nhận lời mời của chúng ta mà đến đây. Nếu ông cụ đồng ý với lời đề nghị của mẹ, thì chúng ta chỉ còn phải điều đình với bố mẹ Remy nữa là xong. Cho đến lúc đó, sự việc diễn ra rất hợp ý tôi, y như có phép thần giúp đỡ. Nhưng những lời sau cùng của bà Milligan đã phủ phàng kéo tôi từ cõi mộng về với thực tại ngại ngùng. Hỏi ý kiến bố mẹ tôi ư? Chắc chắn là bố mẹ tôi sẽ nói cái điều mà tôi muốn giấu. Tôi là đứa trẻ bỏ rơi, người ta nhặt được. Sự thật ấy sẽ phơi bày. Bà Milligan và Arthur sẽ không nhận tôi nữa. Tôi thấy lo ngại thản thốt. Bà Milligan ngạc nhiên hỏi tôi nhưng tôi không dám trả lời những câu hỏi của bà bà tưởng tôi bối rối vì ông chủ tôi sắp đến nên bà không hỏi nữa cũng may lúc ấy sắp đến giờ đi ngủ tôi vào giường ngay để tránh con mắt tò mò của arthur tôi đi về phòng vừa lo ngại vừa suy nghĩ lung tung đây là đêm đầu tiên tôi nằm trằn trọc trên con thuyền thiên nga tôi thao thức không sao nhắm mắt được cứ chập chờn mộng mị và thấy đêm dài mãi không sáng làm gì bây giờ và nói thế nào đây tôi nghĩ mãi mà không tìm ra cách nào sau khi cân nhắc kỹ cùng mọi cách giải quyết cuối cùng tôi dừng lại với cách tiện nhất tầm thường nhất là không làm gì cả không nói gì cả mặc cho sự việc đi đến đâu thì đến. Có lẽ cụ Vitali không chịu rời bỏ tôi. Trong thâm tâm tôi đang dằn vặt dữ dội. Tôi vừa mong lại vừa sợ sự việc diễn ra như vậy. Trong trường hợp ông cụ không đồng ý tôi sẽ ra đi và không phải nói sự thật. Như thế tôi sẽ phải xa bà Milligan và Arthur, xa mãi mãi, có khi không bao giờ gặp lại. Nhưng được cái là, họ không giữ kỷ niệm xấu về tôi. Viết thư cho cụ Vitaly ba ngày, thì bà Milligan nhận được trả lời. Cụ viết vắn tắt là, cụ lấy làm hân hạnh đáp lại lời mời của bà Milligan, và sẽ đi chuyến tàu hai giờ đến tỉnh Setter vào thứ bảy tới. Tôi xin phép bà Milligan ra ga đón cụ. Tôi dắt cả đàn chó và con Jolico cùng đi mấy con chó lo ngại như đoán biết có việc gì sắp xảy ra. Con cơ thản nhiên như không, còn tôi thì vô cùng sao xuyến. Tôi đứng ở một góc sân ga, tay giữ xích ba con chó và ôm con Jolica trong áo vét. Tôi đứng chờ nhưng chẳng nhận thấy gì xảy ra xung quanh. Mấy con chó báo cho tôi tàu tới và chúng đã đánh hơi thấy chủ chúng tôi đang đứng yên thì tôi thấy bị lôi về phía trước. Vì không đề phòng nên tôi không giữ được mấy con chó lại. Chúng vừa chạy vừa vui vẻ sủa gian. Chúng nhảy nhót xung quanh cụ Vitaly. Cụ vẫn mặc bộ quần áo mọi khi. Con Capi nhảy tót lên tay cụ chủ, còn con Depino và con Donser thì quấn quýt quanh bên chân cụ. Tôi lại gần, cụ Vitaly đặt con Capi xuống đất, ôm chặt tôi vào lòng. Lần đầu tiên cụ ôm hôn tôi. Cụ nhắc đi nhắc lại. Chào anh bạn thân mến, anh bạn thân mến. Cụ Vitaly không bao giờ khắc nghiệt với tôi, nhưng cũng không hay vuốt ve mơn trớn. Tôi chưa quen với cách bày tỏ tình cảm bồng bột ấy. Tôi cảm động muốn rơi nước mắt, vì lúc ấy lòng tôi dễ xe lại, mà cũng dễ mở ra. Tôi nhìn cụ, tôi nhận thấy cụ già đi nhiều. Lưng cụ còng xuống, mặt cụ xanh xao, môi nhợt nhạt. Thế nào? Ông cụ hỏi. Cháu thấy ông khác đi lắm phải không? Nhà tù là một chỗ nghỉ chân không tốt, và buồn chán là một bệnh nguy hiểm. Nhưng bây giờ, thì ông sẽ khá lên. Rồi cụ chuyển sang chuyện khác, cụ nói, Vậy cái bà mà viết thư cho ông đó, cháu làm thế nào mà quen biết được với bà? Tôi kể cho cụ nghe tôi đã gặp chiếc thuyền thiên Nga như thế nào, vì sao từ ngày ấy tôi ở với bà Milligan và con trai bà. Tôi thuật lại những điều ấy với ông cụ. Câu chuyện của tôi đã dài, tôi lại còn cố kéo dài hơn vì sợ phải kể đến đoạn cuối phải nói đến cái việc làm cho tôi lo sợ giờ thì có lẽ không khi nào tôi dám nói với chủ tôi là tôi mong muốn ông cụ đồng ý với bà milligan và con trai bà để cho tôi ở lại với mẹ con bà nhưng rồi tôi cũng không phải kể đoạn cuối ấy vì câu chuyện chưa đến đoạn này thì chúng tôi đã đến khách sạn nơi bà milligan trọ rồi ông cụ cũng không nói gì với tôi về bức thư của bà milligan gửi cho cụ cũng không đã động gì đến đề nghị của bà khi chúng tôi bước vào khách sạn ông cụ hỏi tôi thế bà ấy đợi ông ở đó hả vâng để cháu dẫn ông đến phòng bà ấy không cần đâu cháu cho ông biết số phòng đi rồi cứ đứng đây với mấy con chó và con joli cơ chờ ông cũng được. Hễ chủ tôi nói thì tôi quen dâng lời và không cãi lại. Tuy vậy lần này, tôi cũng liền góp ý kiến xin phép cụ cho tôi cùng vào gặp bà Milligan. Tôi nghĩ điều đó cũng hợp lý và tự nhiên. Nhưng ông cụ xua tay bảo tôi im. Tôi đành dâng lời và ngồi đợi trên chiếc ghế dài của khách sạn với đàn chó quanh tôi chúng nó cũng muốn đi theo ông cụ, nhưng cũng như tôi, chúng không dám cưỡng lại mệnh lệnh của ông cụ. Tại sao cụ Vitaly không muốn cho tôi dự cuộc nói chuyện của cụ với bà Milligan? Tôi tự hỏi như vậy, và cứ loay hoay, không nghĩ ra lý do tại sao. Tôi chưa tìm được câu trả lời, thì đã thấy ông cụ đi ra. Thôi, Cháu vào chào từ biệt bà ấy đi, ông đợi cháu ở đây, mười phút nữa chúng ta lên đường. Vài phút trước đây tôi hết sức phân dân, nhưng giờ đây tôi lại ngẩn người trước quyết định của cụ. Không thấy tôi nhúc nhích, cụ Vitaly dục. Thế nào, cháu không hiểu ông nói gì hả? Hừm, sao cứ đứng ngay ra vậy, mau lên đi chứ ít khi ông cụ nói sẵn với tôi từ khi ở với ông cụ chưa bao giờ cụ nặng lời với tôi đến như vậy tôi đứng ngay lên làm theo lời cụ tuy chưa hiểu thế nào đi được vài bước tôi quay lại hỏi vậy ông đã nói ông đã nói là cháu cần cho ông cũng như ông cần cho cháu vì vậy ông không thể nhường cháu cho bà ấy được thôi đi đi rồi trở lại đây. Câu nói của cụ Vitali làm tôi lấy lại được can đảm, bởi vì cái lo người ta biết tôi là đứa trẻ nhặt, cứ ám ảnh tôi. Tôi đã tưởng cụ chủ đã kể hết lai lịch của tôi với bà Milligan rồi. Bước vào phòng bà Milligan, tôi thấy Arthur đang khóc. Bà Milligan thì đang dỗ nó. Arthur kêu to. Anh Remy ơi! Anh Remy! Anh không đi đó chứ! Bà Milligan đã nói thay tôi. Bà giải thích cho nó hiểu rằng tôi phải dâng lời đi theo ông cụ. Rồi bà quay sang bảo tôi. Tôi đã yêu cầu chủ anh để anh lại cho mẹ con tôi, nhưng chủ anh không đồng ý. Chẳng nói thế nào để ông cụ nghe được. Đành chịu thôi. Ông ấy là người độc ác, con không chịu đâu. Aster kêu lên. Không, ông cụ không phải là người độc ác. Bà Milligan nói tiếp. Ông cụ cần anh. Hơn nữa tôi thấy, ông cụ yêu thương anh thật sự. Lời lẽ của ông cụ là lời lẽ của bậc chính nhân quân tử, của một người thanh cao, tuy nghèo khổ. Để trả lời vì sao cụ từ chối, cụ đã nói thế này. Tôi thương yêu thằng bé này, và nó cũng thương yêu tôi. Tập sống ở đời bên tôi gian khổ lắm, nhưng sẽ bổ ích cho nó hơn là cái vị trí tôi tớ trá hình mà bà vô tình dành cho nó. Bà cho nó học tập, bà giáo dục nó, có dạy thật, bà bồi dưỡng trí tuệ cho nó, cũng có như thế, nhưng bà không rèn luyện tính khí cho nó được. Nó không thể là con bà được. Nó sẽ là con tôi. Sống với tôi vẫn hơn là làm một thứ đồ chơi cho cậu con trai ốm yếu của bà. Phần tôi, tôi cũng sẽ dạy nó học. Nhưng ông cụ có phải là bố của Remy đâu? Actor kêu to. Ông cụ không phải là bố anh ấy, đúng thế nhưng ông cụ là chủ của anh ấy, Remi thuộc quyền ông cụ vì bố mẹ Remi đã cho ông cụ mướn, Remi phải nghe lời ông cụ. Con không bằng lòng để cho Remi đi đâu, phải để cho anh ấy theo chủ chứ. Mẹ mong sẽ không còn lâu nữa, rồi mẹ sẽ viết thư điều đình với bố mẹ anh ấy. Ô không, không, tôi kêu lên. Thế nào? Tại sao lại không? Đừng, đừng mà, đừng làm như thế mà, cháu xin bà đấy. Chỉ còn cách ấy thôi cháu à. Nhưng mà không được, không được đâu bà ơi. Nếu bà Milligan không nói tới bố mẹ tôi thì tôi đã kéo dài cuộc từ biệt này quá cái hạn 10 phút cụ Vitali cho tôi. Bố mẹ cháu ở Savannah phải không cháu? Bà Milligan hỏi tôi. Tôi không trả lời bước lại gần Arthur ôm lấy nó và hôn nó hai ba lần. Tôi đã đặt trong những cái hôn ấy tất cả tình thân ái của tôi. Rồi dằn tay nó ra, tôi quay lại phía bà Milligan quỳ xuống và hôn tay bà. Tội nghiệp con, bà vừa nói, vừa cúi xuống hôn lên trán tôi. Tôi đứng lên và chạy ra phía cửa Actor ơi, tôi sẽ yêu thương anh mãi mãi. Tôi nói giọng nức nở. Còn bà, thưa bà, không bao giờ cháu quên bà. Remy! Remy! Actor kêu. Tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi đã ra ngoài và đóng cửa lại. Phút sau tôi lại ở cạnh cụ chủ tôi. Ông cụ nói, Thôi, lên đường đi các con. Chúng tôi theo con đường Frontihan ra khỏi thành phố Sector. Thế là tôi đã từ biệt người bạn đầu tiên của tôi để lại lao vào cuộc sống phiêu lưu. Nếu tôi không phóng đại hậu quả của một thành kiến xấu xa, để rồi hoảng hốt vì sợ hãi, thì tôi đã có thể tránh được cuộc sống bấp bênh cay đắng.